Hôm nay mình sẽ làm clip nói về cái máy uống tóc do chồng mình tặng. Hôm trước thì mình có mở ra xem thôi, chứ còn chưa có sử dụng nó vì chưa có thời gian. Trời, chồng mình chọn màu bánh bèo với mình ghê luôn. Đây là hướng dẫn sử dụng của máy. Này là chồng mình xách tay từ Hàn về, cho nên là hướng dẫn uy khá là chi tiết về cách uống. Xem này có gì không? Trong này là một cái dây cắm sạc, cái này rất là tiện. Là bởi vì mọi người có thể, cái này rất là tiện là bởi vì sao mình nói nó tiện, vì có thể cầm đi du lịch được và chỉ cần cắm điện vào thôi là có thể sử dụng được rồi. Này là hai cái kẹp dùng để kẹp khi uống tóc. Mày lấy gì ta, con biết cái này để làm cái gì luôn. Bây giờ mình sẽ nói thật chi tiết về cái máy này. Khi mà mình muốn sử dụng thì ở đây là có phím bật nguồn lên. Ở đây nó sẽ để chỗ này là 180 độ. Nếu như mình muốn điều chỉnh nó thì mình sẽ bấm vào nút này đến khi nào nó nhấp. Các bạn hãy nhìn dòng chữ nó nhấp nháy thì mình có thể điều chỉnh lên xuống nhiệt. Cao nhất là 250 độ, nhưng mà mình nghĩ là 180 độ là uống ok rồi. Ở đây là pin, dòng điện của pin. Còn chữ R này là khi mà mình uống bên trái thì mình sẽ quay qua bên phải, còn khi mà mình uống bên phải thì mình bấm máy vào bên trái. Đây là nhiệt độ 12 giờ. Cái nút này dùng để điều chỉnh tất cả mọi thứ, nhiệt độ nè, rồi uống bên nào nè, rồi độ C nè, thời gian nè. Bây giờ mình sẽ uống cho các bạn xem nha. Trước giờ mình toàn đi tiệm uống không, nên là cách uống tóc trong nhà chưa có thành thạo lắm. Mọi người không cần sợ bấm nha. Này phải dập lại chắc 2-3 lần đấy. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Mình mất khoảng tầm 7 phút để hoàn thiện nó. Bây giờ thì có thể đi uống cà phê, đi mua sắm, và không cần phải đến tiệm nữa rồi.